Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình khuyến công năm 2020, sáng nay Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng phối hợp với chính quyền, hội doanh nghiệp các địa phương, quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang tổ chức bàn giao hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị đợt 1 cho 7 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn. Trong đợt này, có 2 doanh nghiệp được hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong ngành sản xuất cơ khí từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia là Công ty Cổ phần Công nghệ Bích Hạnh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Sản xuất UNI Phương Quân với tổng mức hỗ trợ là 600 triệu đồng. Ngoài ra, từ đề án khuyến công địa phương, có 5 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh được hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị và sản xuất gia công sản phẩm hàng tiêu dùng với tổng mức hỗ trợ gần 700 triệu đồng. Thời gian qua, từ đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất theo phương trình khuyến công đã khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, nông thôn hoàn thiện công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết hiệu quả việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng từ dịch COVID-19.